Ngày 6, Đức Mẹ Copacabana, Bolivia. Tấm gương tuyệt hảo nhất về con người cầu nguyện là một người nữ, Đức Maria. Mẹ là sự hoan lạc trong mắt Thiên Chúa. Ngay từ khi còn thơ ấu, Đức Maria đã thành tâm trọn hiến cho tình yêu Thiên Chúa. Ơn gọi của Đức Maria không những đáng kính, thánh thiên, diễm lệ mà còn đáng sợ khủng khiếp và còn ngượng ngùng nữa. Tuy nhiên, Đức Maria đã yêu mến và tràn đầy đức tin. Đức Maria là một con người cầu nguyện và lời cầu nguyện của mẹ như thế này: Này tôi là tôi tớ Chúa, xin hãy nên trọn nơi tôi theo lời Ngài truyền. Đức ái, đức tin và lời cầu nguyện của Đức Maria cao cả biết bao. Chúng tôi còn nhớ hồi chúng tôi còn nhỏ, thân mẫu đã dạy chúng tôi một bài thơ: Lạy Đức Mẹ đáng mến, bận trang phục xanh, xin hãy dạy con cách cầu nguyện. Và mẹ biết cách, vì Chúa chỉ là con nhỏ của mẹ. Đến bây giờ chúng tôi mới nhận thức đầy đủ hơn, không những về vẻ đẹp mà còn về sự thật trong bài thơ ấy. Sự thật ấy là Đức Maria là một mô phạm cầu nguyện. Cầu cho chúng con là kẻ có tội. Linh mục T. Timothy Delaney.